Mới đây thì tạp chí về bình luận của thế giới đã tuyên bố là hiện nay Trung Quốc hiện giờ là đang đứng nhất thế giới chứ không phải Mỹ. Và tiếp theo đó là ông Tổng thống Nga đã tuyên bố thẳng thừng trên bàn hội nghị là Trung Quốc vượt mặt qua Mỹ rồi. Và cái điều đó người ta đã chính xác, người ta đã tuyên bố rồi, người ta làm chi tiết rồi, chứ mình không cần bàn điều đó. Mà mình bàn chỗ này nè. Bởi vậy ta mới thấy là đồng ý tất cả mọi người dân Việt Nam đều không thích người Trung Quốc, không thích là thích nhà nước Trung Quốc chứ không phải người dân nha, mình nghe nói rõ ràng. Nhưng mình phải căm phục họ. Con thấy rõ ràng là từ ngày bắt đầu có cái mạng xã hội YouTuber rồi Facebook này kia thì đặc biệt thằng Trung Quốc không bao giờ xài. Nó xài cái mạng của nó, Huawei hay cái gì đó không biết, nhưng mà của nó không có chơi Facebook. Đúng rồi. Cái bạn kia của Trung Quốc nó giống tựa tựa giống y chang như là của Facebook, nhưng mà mạng này mạng độc lập của Trung Quốc. Ông mà Đúng thấy rồi, ghê chưa? TikTok đó, TikTok, Đó, Weibo rõ ràng đó của Trung Quốc. nó ra nước ngoài được nhưng mà không bao giờ cho nước ngoài vào. Đó, con thấy rõ ràng. Chính vì vậy, vì cái chỗ đó cho nên hiện giờ má Trung Quốc mới đứng nhất thế giới. Cái điều đó nó không thể nào chối cãi được bởi vì các nguyên thủ quốc gia đã thừa nhận. Kiên Thấy Giang chưa? khóa nhét chữ vào mồm đó ta. Nhập À, mà đùa má cha mày nhập. mày à, được coi như Không vậy sợ đi chơi sổ lá riết nó quen, nó quen nói sổ lá hả Kiên Giang này. mày mày để cái miệng tao nó hiền hiền chút Đừng Kiên để Giang nông mày dân nó vô nha, Kiên Giang nông dân nó vô là tôi cho nông dân nó bay mà đừng khóc à. cái đó bây giờ mình mới nhận xét một cái điều này, có nghĩa là nói về hai quốc gia Đông Á châu Á thì Việt Nam và Trung Quốc thì mình thấy rõ ràng thằng Trung Quốc nó quá khôn, nó quá khôn luôn, mà thấy rõ ràng không đủ mà. Và bây giờ một cái điều nữa khủng khiếp nữa là mới đây người dân Trung Quốc, ban lãnh đạo của tập và ủy viên Bộ Chính trị của Trung Quốc là bà tối cao đã bầu và coi như là cho ông Tập Cận Bình là ngang hàng với ông bà Mao Trạch Đông, và cái ông Đặng Tiểu Bình là cái ông đã coi như là vị lãnh tụ giống như là lãnh tụ cao khá của Trung Quốc. Mà thấy ghê chưa, là ông đó ngồi biên buông đời không bao giờ bầu bán lại. Mà thấy ghê chưa, có nghĩa là nói gì thì nói Tập Cận Bình vẫn làm một cái việc có ít nước lợi nhà cho phía Trung Quốc. Con thấy đúng không? Cách đây khoảng 30 năm về trước thì Trung Quốc nghèo lạc hậu, trong một khoảng thời gian rất là ngắn ngủi mà Trung Quốc vượt mặt Mỹ, là tao thấy cái điều đó rất ư là phi thường. Tao rất ghét, tao không ưa, nhưng mà cái nào ra cái đó, mình vẫn cảm thấy họ giỏi. Con đồng ý bố nói cái điều đó không? Không thế Có nghĩa này là bố à, tức là nói chung theo con thế này, ví dụ người dân Trung Quốc ok họ 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 thông minh, họ giỏi, là mình gọi là hồi xưa gọi là dân tộc Trung Hoa vậy đó. À, còn vấn đề tại sao mà cái đất nước Trung Quốc trong vòng bao nhiêu năm, 30 năm mà họ được đạt lên cái mức gọi là vươn lên cái tầm số 1 thế giới, thì rõ ràng ngoài cái nỗ lực của họ, nhưng đâu đó nó cũng phải có cái bàn tay của ai đó đã chống đỡ trong những cái thời kỳ đó. Và tại vì mình nói cái điều này thì nó hơi xa lắm, con chỉ nói sơ thôi và nó con đi cũng không xa muốn lắm, đi sâu vấn đề này. ta hiểu điều Như đó, là bố ta hiểu nhớ điều lại cái đó. thời điểm mà gia nhập WTO Ủa, không, là do là Mỹ chống lưng, do Mỹ chống lưng Trung Quốc, tức là có một hai gì đó thì là Mỹ nó là ta ưu nói cho mày tiên. nghe, tao nói cho mày nghe cái điều này nè, tao nói cho mày nghe tao buồn cười ở chỗ này nè. Mỹ từ xưa giờ anh chỉ lấy cái vấn đề vũ khí, cái vấn đề hiện đại, vấn đề công nghệ hóa, công nghiệp để mà chinh phục thế giới và tạo chiến tranh làm giàu, cái điều đó là ai cũng biết rồi, cái cây gậy và củ cà rốt. Nhưng mà họ nó không có thăm Mỹ, đó nó không có không thăm, không không nó không không con không không con không nói Mỹ thâm, nhưng mà ý con nó đang nói yếu tố là để mình đúng nói tại sao Trung Quốc nó giàu, thì mình phải nói cho nó một cách là khách quan, là mình phải xâu chuỗi nhiều yếu tố, đương nhiên ngoài cái rồi. vấn đề là con người, ngoài vấn đề quản lý họ có thuận lợi, thêm cái nữa là thời điểm Ủa đó thì là đúng rồi, Mỹ đã chống thì lưng tao cho nói họ trong vấn đề là đúng rồi đưa thì tao doanh mới nghiệp nói điều đó đó, có nghĩa là không đó, đưa thăm, doanh nghiệp đưa có bơm nghĩa vô là thôi đương nhiên rõ đó. ràng cái này tất nhiên là Tức là họ đạt cái được thằng nhiều Mỹ cái điều đang kiện bị thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Ừ, nó nó đại khái đang như bị vậy á. mắc bẫy thằng Trung Quốc, không có vô thiên thời của mẹ rồi. Có nghĩa là tao nói cho mày nghe, Trung Quốc một mày, bởi vì mới có một cái thiên hùng ca là thiên hùng là Tam Quốc Chí đó,
chính bây giờ mấy ông nội Cali mà ngồi già già lớn tuổi ngồi bàn vấn đề Trung Quốc là toàn là đem toàn chuyện Tông Quốc ra bàn không á, mâu mưu thâm này kế hiệp. Tao nói cách rồi, cách đây mấy chục năm về trước á, thì thằng Mỹ đã tài trợ cho thằng Trung Quốc, vô tình luôn có nâng đỡ thằng Trung Quốc từ một cái đất nước lạc hậu đến một nước văn minh rồi. Giống như kiểu gì bây giờ tôi nói là ngày tại làm sao mà có cái lý do mà cái xưởng kêu bằng cái xưởng công nghiệp của thế giới nằm ở tại Trung Quốc, đồ má là mắc bẫy rồi, dính bẫy rồi, đâu có như vậy. Cái thằng Mỹ thì nó nghĩ là cái điều đó, đồ má dân Trung Quốc nhiều, đồ má dân công thì rẻ, cho nên ra chúng ta đồ mà làm những cái gì đồ má được khoa học kỹ thuật đưa qua Trung Quốc để sản xuất, ví dụ như vỏ xe các cái đủ đó, máy tính rồi và phone viết rồi vậy, là anh Trung Quốc lụm gọn hết đồ má. Có nghĩa là đốt giai đoạn, đốt giai đoạn, mày thấy tao nói không? Thì thôi tao nói cho mày nghe cái điều này. Cái thứ nhất á là thằng Trung Quốc quá khôn. Bởi vì chưa chi là nó bủa dây rồi, mày thấy rõ ràng nó bủa bay cái một cái mày cái gọi là con đường tơ lụa không? Cái con đường tơ lụa của thằng Trung Quốc nó bao dây hầu như cả châu Âu luôn rồi. Từ châu Âu, châu Phi nó làm láng hết luôn rồi. Và nó dồn đúng mới vì ra thế coi như các về nó dồn các châu Âu và châu Mỹ là vào có thế là phải chịu đựng thôi. Tôi nói vậy đi chứ mà cái điều nhất là cái thằng Trung Quốc nó quá không, mặc dù mình rất là ghét nhưng mà thực tế là mình phải công nhận cái điều là mà nó làm được cái gì thì mình phải nói cái đó. Cái thứ nhất là các bạn xã hội của nó là nó không xài thằng Mỹ, nó không xài bất cứ cái nào, nó xài của nó tạo ra để làm chi, để quản lý, không có cái chuyện mà chủ dân Mỹ dân chủ cụi. Có mà tao qua tao nhắc lại một lần nữa, có một anh bạn ở đâu trên một cái ở trên thì tao mới nói một cái câu như vậy, công tâm nói người Trung Quốc ở đất nước nào, ở quốc gia nào cũng đều có cái Chinatown cả, khu thủ phủ của người Trung Quốc ở, nhưng chưa bao giờ thấy người Trung Quốc chống lại quê hương của họ, và họ chỉ làm thinh và cài cuốc châm bẩm vào để kiếm miếng cơm hoặc là mở nhà. Cái người Trung Quốc á, họ mở nhà hàng rất là nhiều, chủ yếu là người thức ăn. Nó có hai nghề mà đôi lúc mình không hiểu được, có nghĩa là ai cũng hiểu là sống trên đời này phải ăn uống với tùng lọ. Thằng Trung Quốc nó quá đông dân 1 tỷ thì nó có ở đâu mà để ý coi, thằng Trung Quốc không làm gì ngoài mở nhà hàng cả. Thằng Trung Quốc không ba là bất cứ một cái gì, chỉ có ngoài mở nhà ở đâu cũng có một nhà hàng của Tàu cả, restaurant Tàu cả đó, mở nhà hàng. À, thì thằng Việt Nam mình cũng vậy, cái thằng mày dễ kiếm tiền hết, nhiều nhất á là đụng mà sửa chữa xe Honda, đụng bánh sửa chữa xe gắn 2 bánh là không bao giờ thất nghiệp được. Mình thấy rõ ràng không? Đồ đấy. Tại là tao nói gọn ghẽ chút xíu là nói mình nói thì mình cũng phải nói Trung Quốc là nó tránh xa cái vấn đề cái mạng của Facebook. Nó đưa ra những cái mà nó phải quản lý lấy. Trong nước đó nó tự động quản lý lấy một cái mạng gì đó đại khái là gì của Trung Quốc mà độc lập không dính líu tới Trung Quốc. À, vì nó rất là hay. Nó biết trước được cái điều đó. Tao không nói. Mình cũng vậy. Mình là người dân Việt Nam. Mình vẫn căm thù. Căm thù thì không đúng. Mình không ưa. Là bởi vì từ xưa ngàn đời nay nó có lầm le đất nước mình hoài, cái điều đó mình xác nhận điều đúng. Nhưng mình mới tự đánh đánh vô hỏi mình hỏi tại làm sao tới bây giờ mà nó là vươn ra bây giờ kinh tế nước thế giới, và hầu như là cái gì nó cũng sắp xỉ rồi, đi lên cung trăng rồi, sao quả rồi, đủ chế tàu ngầm rồi, đủ má rồi, rồi chiến hạm rồi, tàu xa máy sân bay rồi kia đủ, mà nó là mấy kia là để kia về. Thành ra bây giờ muốn chống lại nó thì phải có liên quân. Đồ Mỹ bây giờ mình đâu làm không lại rồi, có giờ đâu thua rồi. Vậy Anh, Pháp, Canada, các cái đồ thứ thì mình không biết được là không biết cái chuyện đó, mình không biết, chuyện lớn quá mình không biết. Nhưng mà mình đánh cho hỏi một cái, tại làm sao mà nó lớn mạnh như vậy, lý do gì đó, cái điều đó mình nên học hỏi, đúng không? Cái nào ra cái đó, ghét thì ghét, học thì học, bình thường không có gì phải nói. Bởi ta đang ngồi tôi tính ta đi tắm rửa, đi thay đồ, đi làm, tôi chực nhớ cái vấn đề đó thì chạy lại tôi nói cho mày nghe. Nhưng mà cái yếu tố quan trọng nhất ta muốn nói cho mày nghe là nó không có cái mạng Facebook, trời ơi. Cái mạng Facebook đủ, nó nãy rồi đó, mạng Facebook đủ má châu Âu châu Mỹ là xài hết á, thì thằng Trung Quốc nó không có xài đủ, má nó gỗm nó không xài, đi bắt chơi mày đi đó. Tao luôn nói là tao muốn nói cái điểm tao nhấn mạnh là nó không xài đó, trời ok rồi xong rồi xuống đủ, ông già thầy chớn quá ha. Vậy thôi hả? Rồi ok à. Chưa rồi tôi mua xuống ha. Ok, cảm ơn. Tao nhớ đâu tao nói tao đó mà. Dạ. Không có liên lạc. Lâu lắm cũng gặp lại cái thằng quỷ này, nhưng tôi nói cho mày nghe thằng này. Khoan bố cầm. Đại chế sinh. Cái thằng này không quần nghĩ hết tao cái chuyện đó. Sao nó bị dội ta? Sao không? Không phải. Sao nó bị dội? Hết rồi. Chế sinh Bùi nói cho chế sinh Bùi nghe nè. Chế sinh Bùi là công dân Mỹ đúng chưa? Mà nước Mỹ là một nước văn minh. Đúng không? Văn minh.
trình độ học vấn là cũng tốt đúng không, được tiếp thu cái nền giáo dục tư bản rất là tốt đúng chưa, cho nên ăn nói cho đàng hoàng. Bạn là công dân Mỹ, biết xài iPhone, biết lên line, thì ít nhiều gì bạn cũng có phải có sự văn minh đúng không. Chú Cầm là người lớn tuổi đúng chưa, bạn sử dụng cái gì thằng bưng bô mắc dạy là gì. Đây tôi cảnh báo bạn một lần nha, bạn một lần nữa bạn mắc dạy nữa thì tôi sẽ lốc bạn. Đừng để mang cái văn hóa Mỹ vào đây nha, hoặc là cái văn hóa cướp chính quyền của bà que vào đây thì không được đâu, tôi nói rồi nha. Đó, hăm hè gì nữa, khoan khoan, hăm Ok. hè ghê, ghê. Đừng để tao gặp mặt ở ngoài nghe, mà cha Được. mày, rồi con chó này con nhốt đó, mẹ lại Được mẹ cái thứ súc vật quá. Không, để để khoan nhốt, tôi nói vậy là nó không hiểu, gì hết trơn. Có nghĩa là mày nói với một con thằng ở muốn dưới đối đây xử con với thành con người không được, thích phối hử đúng thành con rồi, chó, nó không chán thiệt hiểu. Ở mấy bà đây què tao nhắc lại cái thằng dắt sân bùi cho mày nghe nha. Cái thằng chủ diễn đàn là cái thằng thơ quan, là con của một người sĩ quan quỷ quân quỷ quyền đang mở diễn đàn, chứ tao không phải người dân mỏ đỏ mẹ chơi trời. Mày hiểu cái điều đó chưa? Nó hơn mày rất là nhiều, chứ nó không phải là cái dân bò đỏ, nó là con của một sĩ quan quỷ. Nói vậy tao mới đặt tên là tao là ngụy già, nó là ngụy trẻ đấy, tôi cho mày nghe. con, Thì mày được quỳ ngụy con. con đấy. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là cái thằng này hồi xưa giờ nó rất là nhiều lần tao nói là nghe, cái đầu óc của nó chỉ dưới đầu gối thì tao nói chuyện với nó rất là mệt mỏi. Tao nói hẳn như vậy, nó không có vô đầu lai cho nên nó chưa nghe mình kể lại, không đi nhắc lại hoài. Nó tôn thờ bố Mỹ thì ok, nó ở nước Mỹ, Đúng tao ở nước rồi, Úc đâu ai là cấm đâu, cái quyền chuyện của nó bình nó, thường, đúng bình rồi. thường không có gì cả. Nhưng mà mày lấy cái tư cách gì mà mày nói là nước Việt Nam không có dân chủ? Mày nghĩ mày nghĩ sao vậy? Tổng thống Mỹ qua đây mẹ mày rồi, sao không nói gì? Tao nói chuyện lớn xíu, mà thấy rõ ràng Còn không? phải Không có cầm gì cờ Việt Nam mà bưng bô Việt Nam nó kỳ, à, nó rồi chưa được là đó, qua phải bái kiến thiên triều. Tao hay nói dẫn chơi thả thiên triều, mà thấy là mất cái thủ tướng Phạm Minh Chính qua là đụng mày Joe Biden, bãi đần gì của mày, mày đặt tên bãi đần mày biết gì, đụ dồn giả dỗ dai bắt tay để. Trong khi đó mấy người kia chính khách kia nếu bắt tay Phạm Minh Chính được, thấy không? Đâu mà đừng có tự mở, đừng không có ai có quyền cả, nó hẳn là như vậy. Đồ mà buồn cười rồi. Tao thấy thằng này nó chuyện lên nó làm cái kiểu thôi được rồi, kệ nó đi, cho làm mình trò hề cho vui vui trong tay. Tao rất là lâu mà bởi vì không có xứng đáng để mình nói chuyện, nhưng mà cứ hay chọc máy tao bị ra mình lên mình nói. Mày bị nó tưởng lầm, mà nó tao nghĩ là nó tưởng lầm cái diễn đàn là diễn đàn giống kiểu như cái đám giống như là bằng Nguyễn rồi hay là cái gì đại khái gì, có gì là giữa người ở trong nước rồi. Không phải, thằng này là quỷ quân quỷ quyền con đủ thẳng này, nó hơn mày rất là nhiều, đầu óc nó có nhiều kiến thức hơn rất là nhiều, khổ vậy đó, đủ bực bệnh vậy đó. Đủ má cái đồ cái thứ mày làm gì mà cái gì à, đi ăn xin mà còn tự hào là sao? Ăn xin mà ai ăn xin? Ý nó nói là ý nó nói nó khệ về cái vụ vaccine đó mà, trời ơi, Ô tầm mấy ngày trời nó chỉ ơi dịch vô đủ. đó à. Đúng là đó là Mỹ năn nỉ cho, không cho là tao giận nha, mà tao giận được tao mệt á, đủ hết cổ vậy đó. Bây giờ tao nói thiệt mày, thằng Mỹ bây giờ đang bươn bôi Việt Nam mình quá trời bợ đỡ. Hầu như là mày coi những cái đài lớn bình luận là như là CS, MSNBC, là Đỗ Dũng phân tích rồi Hoàng Bách các cái, không bao giờ Việt Nam bay ngay thời điểm này. Mỹ đang định bợ một cái Việt Nam đang tối đa, còn gửi chiến thuyền giang đỉnh để qua tuần tra biển Đông là có đủ, mà tao đâu có xin đâu, tụi đọc mày đưa nghe đúng không? Đủ mà đủ thứ rồi, y tế các cái là đang định Việt Nam đang có một sự gọi là bợ đỡ tối đa. Lý do tại sao bá kiến thiên triều nó mẹ đi đúng không? Đúng. Bực thằng này chỉ có bao nhiêu thôi, đầu óc nó chỉ có nhiêu thôi. Đúng mà khổ quá. Tưởng tưởng tiến Không, bộ gì lắm mới đưa lên nói nó đâu học, chuyện đây nó đâu nè, có học hành gì đâu mà tiến bộ. Đủ phải nghe đồ mới là qua bên đó chạy chán du bờ, ghê. chạy du bờ chứ nó đủ quá mệt, tối ngày chứ mệt quá. À, trời tào lao thiệt tình. Ok thì bố lên bố nói cái hàng này lên là không đáng để mình coi, nó để vô giống như khỉ búa rối thì mình coi chứ không có đáng để mình nói chuyện, là bởi vì nó đâu có trình độ, nó không biết một cái gì cả. Tới bây giờ mà đủ mấy ta đưa mấy mày muốn mày trả lời, mà cho nào mày trả lời được tao mới thấy nó lúc nào nó cũng vậy, lúc nào nó cũng vậy, lúc nào nó cũng nói là tại sao Việt Nam mà không theo Mỹ, theo cái gì, theo chi
nó không hiểu được một cái gì cả về vấn đề lịch sử Việt Nam cả, nó không biết tần tật, hầu như không biết gì hết, nó chỉ lên sủa thôi, ghét sủa thôi. Mệt quá. Đúng rồi. Đủ văn phát nó mang nó cái đó, còn này là chuyên môn đầu óc nó chỉ là có khoai với sắn thôi, trong mày không có gì trơn trời. Mệt được. Được. Nói chuyện với này, nói chuyện với đầu gối sướng hơn. Mệt. Ok, tao chuẩn bị tao đi làm á mày ơi. Ok. Nhiều chuyện, đi làm ráng nhiều chuyện.